Lô cụ thể anh em ơi. Này. Mối này. Con ruồi con này đục kín hết mắt luôn này. Kín hết con hàng. Mất hết âm. Đây. Trong này đặt đất cát rồi. Tổ này tuổi nhẹ. Trong này lắm nhẹ con lắm. Này làm nào lấy hết rành. Ở trong này nhiều lắm. Này, thấy chưa? À, vẫn còn sâu à. Thấy chưa? À. Này nó ở trong này nè, vẫn sống này. Kén này. Mất hết âm. Ôi con này to lắm. Ui. Đây nữa này, mỗi hố một con. À. Mẹ. Ôi giời. Bay mất miệng rồi. Mẹ cái lũ mặt dậy này nữa. Không biết đội hình của mình. Đất cát với các kiểu trong này này. Mỗi một lỗ này có một con. Cay không? Lâu không thả anh em ạ. Này. Này anh em mà lâu không thả là phải cất ấy đi. Nè. Mỗi lỗ một con. Lâu thả nhá, bịt hết mắt lại. Nè, ra nhận rồi nè. Cái thế nhỉ. Nhốt ở đây á. À thì cái đầu cánh em lấy cùng hỏi bây giờ cách cả sao bao nhỉ. Buộc vào. Anh em mình sẽ lấy quả bánh lái. Nhìn vẫn còn để nguyên cái nhà diều. Nhà nhốt hắc ám này. Con này nặng lắm mày ạ. Con ạ. À? Con này nặng lắm. Liệu đít này nặng quá thì trôi miệng dưới. Ui, nặng quá. Được không nhỉ? Cái đầu sẽ lấy con hắc ám này. Làm anh lái em nhá. Đuôi. Nặng quá đáy. Đây, quay lại. Lùi lại, lùi lại. Lùi con quay. Đây. Tôi sẽ vác em nó đi để làm đuôi bánh lái. Cho nó chất. Con hắc ám này làm đuôi đuôi 4 à 5 mét à? À 6 mét à? Ờ đuôi lại đây. Hạ xuống, để nó nằm xuống. Gãy mất rồi này. Để lâu có nó mọt. Ờ, mang kia buộc. Để lâu có nó mọt đây này. Đấy, quay cái đầu này vào. Nhưng cái mẹ nó chẳng sao đâu cô ạ. Cô này, à? Cái mẹ nó. Ừ, quay cái đầu này vào đây như này đúng không? Quay hạt ám ngược đầu. À đâu, đúng đầu ấy. Như thế là đúng đầu ấy. Đúng đầu ngoảnh lên đấy. Như quá. Quả cắn bánh lái to cả cắn này, cái này bé tí. Em chịu đâu. Yeah. Yeah. Đây, đây, buộc đây, buộc đây, buộc đây. Lên phát, kênh. Đừng nghĩ em chịu đâu. Ok, bây giờ sẽ vác lên, có đổi cái nhanh em nhá. Yeah. Một sống mai chết, hai chết cả đó. Ok, vác cái đấy đang lắp sáo mà. Là buộc à, các kiểu. Đi vào. Bây giờ anh mình di chuyển con này đi chân con này. Đi. Lại quay đi. Đi không? Đi thôi nhá. Đi. Ông. Nên đi dọc. Đi ấy qua cổng nó
đi kiểu này không đi kiểu kia nữa. Đi kiểu này nó vào xuống gió này, không chịu đi kiểu đấy anh quên. Báo, báo. Mở cửa, mở cửa. Đi luôn đi. Đi nhá nhá, di chuyển nhá. Ôi đi này. Ôi đi. Điều khắc ám. Đây một cái nhá. Ở tí có lẽ lấy sáo để sáo không. Đi lắm mà dây không. Dễ thì có thể lên văn dễ. Cứ đi, cứ đi này, cứ đi đi. Con này tí khả năng anh quên thì còn cái đầu nó thằng nó hất rồi. Cắt duy nhất. Cắt duy nhất. Ok em nhá. Cho dòng hắc ám đi làm đuôi. Được ăn cả ngáp hay không là trên lớn rồi đấy. Dây chun à? Dây buộc cái dây trắng trắng ấy kìa. Cầm dây trắng quẩn. Đưa cả ngã về không nhá. Máu ở đấy. Mẹ buộc dây này không có dây chun hay là dây gì đâu chắc đâu. Ngàn anh nhỉ. Kinh nhá. Hai cái này cái sáo, cái quặn đầu. Đưa quặn lên cậu. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. Fire burns, a thirst and desire you try.
Lôi hình sạch cả. Lôi đéo thì bây giờ còn siết vào tay rồi thì không rồi. Cút. Ngồi kìa. Cây chọc thủng ngồi kìa. Đầu cánh này top hơn rồi. Có khi chính thì top nó lại cân. Nó như thế nào? Im gió thì mới làm được cái nèo chứ. Cái mẹ cái cây anh bẻ lốt cái cây đi qua đây. Nó lại về. Từ từ đã. Từ từ đã. Leo mất đi. Đâu chèn đá vào. Ok rồi. Buông nó đi, cốc xe, treo ở trên sáng. Cách luôn như thế nào. Bây giờ chơi đấy. Đi đi ạ. Mà nhà kính trầm treo này lớp hết sao. Nếu ai vứt ở đây đi nắng đi nước nó tinh tinh chạy qua đấy để xuống mẹ em chỉ mong cái này nó lên được độ tầm 20 mét không mong mà đỗ nó thật này. Thật với nhau vừa trước bảo 10 mét lên được 10 mét cũng được. Tập cái quay lại nha. Mày được chưa? Thôi, chờ đây.
cậu đang đâu ấy? Ờ, đi ra đi. Gãy rồi, đây anh em ơi. Lát bẹp luôn. Gãy rồi nha anh nha. Chúng ta tiếp. Quê thì Ngọc ơi. Gãy diều. Biết tên là nhèo luôn. Gãy. Ok nha mày. Thất bại rồi anh em ạ. À nhầm, thành công. Nói chung là biết trước là nó sẽ gãy anh em hiểu không? Tránh ra cho họ đi. Điều gì đến cũng phải đến. Biết trước là nó sẽ gãy như thế rồi, nhưng mà chỉ mong nó lên được 10-20 mét, nhưng mà không thể được, nó chỉ được độ 5 mét thôi. Cái cánh bên này không chịu được. Mình nghĩ là sẽ gãy ở ở mấy cái đầu kia, nhưng mà thành ra lại gãy ở ngay chỗ nối này, đúng chỗ nối luôn, đúng chỗ mình nhập đấy này. Nhập đến đây gãy luôn. Đoạn này đoạn không phải bắt của nó. Ok nha anh nhá. Giờ gãy này gì? Hả? Gãy à? Để cho nó. Này mà siêu phẩm. Siêu phẩm này bạn đây à. Siêu phẩm này nghe đấy. Này mà sẽ lên được đúng. Có gì làm lại cần câu đi câu cá hợp lý. Mấy cái cần câu của tao trước đi đi. Hả? Tao tháo trước. Không bó cần câu của tao ấy. Anh em nào mua đến Thanh Lý nhá. Bán rẻ đấy đéo, ghê đấy. Chi phí làm độ hơn 6 lít thì bán ra 5 lít. Đấy chỗ các nghiện nhân với nhau. Anh chơi gì à? Chơi giờ không biết là nghỉ rồi. Nghỉ rồi á? Em bảo không có thời gian nữa. Anh ở đâu? Ở bên Phú Bình cơ. Con này chứ cũng là một siêu phẩm đấy. Đúng rồi, con này là một công rồi. Của cái ông gì ở ngoài đấy làm ấy? Nói là chăn chối với cánh diều 12 mét đi. Là mấy mấy mét đấy anh? Diều 20 mét. Mõm. Ok anh em nha, nói chung là lên rồi đấy. Đỗ được một tí rồi đấy. Cũng ít nhất là cũng 5-10 mét đúng không? Đi ạ. Bởi vì xác định từ đầu rồi nhưng mình không nghĩ đâu là loại nhanh như thế. Đấy mình còn kỹ càng mình nhẹp rồi nhưng mà con thua. Bây giờ sẽ đem về để xử lý đút bếp, đút xúc nước. Được ban mì tôm ấy. Ban mì tôm. Bóng này mẹ không được diều nhá. Mới tinh, mới mua xong. Ui. Nào, lên nào, anh Quân xin em dứt nhá. Ui. Ê. Bay đây, bay đây. Kéo đỗ trên đầu xe. Bắt lại. Bắt nhục. Cái này 6 từ đầu ngon đấy. Duy cho lùi lại đây Duy. Cho lùi lại xong giật. Đâu thả không sáo được đâu. Mắc cái điện bị. À chạy lên cũng được. Thế rồi. Chồng. Đường bạn đi về giờ này đó. Ừ. Ý. Đây cứ thằng này vào thôi.
đi nó vẫn đi gãy luôn. Gãy rồi con ạ. Và đây là cái kết diều. Đây diều chất trời bro đây. Ok nha mày. Rất là thất bại. Kết xong siêu phẩm. Ok nha. Đã. Vâng, đang đỗ kìa kìa. Vâng. Đã. Quán vào luôn đấy. Nói chung là xong siêu phẩm này nhanh nhanh nhá. Lần này có chung là mình làm để thử nghiệm thôi, gọi là để biết rồi. Sau mình sẽ làm một siêu phẩm to hơn nhá. Không phải to hơn con này luôn, nhưng mà là làm ở hoai. Bằng tre ở hoai lên đẹp luôn. Đấy, trong dự tính của mình sẽ làm một con như thế. Và sẽ làm chắc chắn luôn. Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh để đón xem những video của mình nhá. Mình sẽ làm nhiều những video độc lạ cho anh em xem và nhiều những ký sự khá là ok, tuyệt vời. Đấy. Cảm ơn anh em đón xem clip nhá. Hẹn anh em clip tiếp theo. Đi nghỉ đã, chưa nắng lắm. Đây là chiến lợi phẩm đây. Gãy bởi vì là cái chỗ mình nhẹp đây. Con này đúng cái bát của nó này. Gãy luôn là cái đoạn tì này, diều. Không chịu được. Anh em nào lấy tôi bóng đến mình thanh lý nhá. Mình cho kỷ niệm anh em. Đấy, đây anh em ạ. Quay quả chạy này anh em nhìn thấy kinh khủng không? Chạy này. Diều sáo đấy. Lễ chạy bái đá ấy. Sợ thật. Chào anh em nhá. Giờ đi nghỉ ngơi đã. Có mệt mỏi rồi.